Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng mọi người đến với chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ nâng cao và trong phần 8 này chúng ta sẽ gặp nhau với chủ đề là uỉn che YÊN đi hoa thay y là che lũa YÊN xanh đi hoa thayội y là bây giờ cái đoạn này có nghĩa là gì nào xỉn che là phố đi bộ phu là bộ hành tức là đi bộ rồi phu chế là phố đi bộ lỗ dèn tức là mắt thường chứ không phải là sử dụng các cái uh, các cái uh, phương tiện khác ví dụ như kính 3D hay là gì đó ha lỗ dèn san đi hoa như vậy là tranh 3D mà nhìn bằng mắt thường thay dù y xưa là thật là thú vị như vậy mình có thể dịch là tranh 3D bằng mắt thường hoặc là nhìn bằng mắt thường trên phố đi bộ thay đổi ý xưa là thật là thú vị mình đọc lại một lần nữa che lỗ xanh đi hoa thay đổi ý xưa là và sau đây xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng bước vào cái phần từ mới của bài nhé từ thứ nhất là lúa dẹn chữ lụa là chữ lõa lõa thì lõa thị là lõa thể có nghĩa là trần truồng đó rồi chữ lụa tức là không có cái gì che chắn thì gọi là chữ lụa rồi lỗ dèn là mắt thường Nán thiển là nam bình tên một cái con phố đi bộ ở thành phố trùng khánh trung quốc búa xiển che là phố đi bộ chúng ta lưu ý từ che là những cái con đường mà ở trong các cái trung tâm đô thị hoặc là thị trấn rồi này nọ thì gọi là che Khác với lưu ở chỗ là lưu là đường gì cũng dùng được Đường trong thành phố, đường ngoại ô, đường cao tốc Đường rừng, kể cả là Cái nghĩa mở rộng là sửa lưu là con đường chết Làm như vậy là đi vào con đường chết đó, Là sửa lưu Cũng dùng được cái từ lưu luôn Nhưng che chỉ là đường phố thôi Kế tiếp nữa chúng ta có cái từ thứ Từ thứ tư đó là chiên ru Chiên là chữ tiếng là đi vào Ru là chữ nhập cũng là đi vào như vậy chin ru cũng là đi vào hoặc là bước vào thôi. Có khi mà dịch thoáng thì là vào chin ru. Và từ thứ năm là sân liễn, sân liễn là rừng già hoặc là rừng sâu, rừng sâu. Thì từ liễn không là rừng chúng ta thấy có hai mọc thôi, còn sân là tới ba mọc tức là cái rừng mà có rất là nhiều cây như vậy dịch là rừng già, rừng sâu cũng được. Ông Hán Việt là xâm lâm, sân liễn. Từ thứ sáu chúng ta có sư miễn là người dân thành phố sư là trần sư còn miễn này là rỉnh miễn hoặc là truy miễn là cư dân cư dân thành phố trần tháo là trần đào trần là họ trần và tháo là chỉ đào đào này tức là chỉ những cơn sóng á đào ở đây là tên riêng thôi chúng ta cũng không quan tâm lắm liễu sụy là dòng nước tả quần một chữ quần là lăng và tả quần cũng là lăng thôi hay là lăng lộn cũng được tả quần từ thứ 10 là san đi dèn chiên dèn chiên là cái mắt kính sandy dèn chiên tức là cái kính cái mắt kính và kính 3 d ví dụ mình đi xem phim đâu này nọ mình xem phim 3 d thì phải có sandy dèn chiên chúng ta lưu ý như vậy cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ 13 là ti thẻ ti thẻ tức là ti xa thẻ to đường sắt ở dưới đất tức là tàu điện ngầm ti xa thẻ to ti thẻ rồi ví dụ mình đi tàu điện ngầm thì là cho ti thẻ cái ga tàu điện ngầm là ti thẻ tràn. ti thẻ tràn. Từ thứ 14 chúng ta có từ sen là tuyến Cái chữ sen này vốn có nghĩa là cái sự chỉ Trên sen là kim chỉ Rồi sen không cũng là cái tuyến mà là tuyến đường Lưu dỗ sen là cái tuyến du lịch Rồi lu sen là cái tuyến đường à, Từ thứ 15 là chu tràn là đi ra khỏi ga Hoặc là ra khỏi trạm thôi Rồi và sau đây thì chúng ta sẽ vào ở nội dung chi tiết Ồ, và trước hết thì mời mọi người đọc theo mình cái bản từ mới này một chút nha lúa diện nán phiển u xỉn chia chin ru sân liễn sư miễn thao Liễu suệ Tá quẩn Dàn chiên Ti thẻ Xèn Chú tràn Và sau đây xin mời mọi người xem mình giải thích nội dung chi tiết nào Trời dinh là gần đây Chúng xin nản biển Nản biển bù xỉn lưu sang tờ san đi hoa hủa lơ gần đây súng nản che răng từ san đi hoa san đi hoa là tranh 3 d câu nào hoặc là cụm từ nào có cái từ tơ thì dịch đằng sao dịch lại như vậy là tranh 3 d trên phố đi bộ nam bình ở thành phố trùng khánh hủa lơ tức là đã hot lên hủa là lửa như ở đây có nghĩa là hot tức là rất nổi tiếng rất là nổi tiếng Hẳn tố ba bà ma mà tay cho hải trừ Chuy nà lì quản là dị khô Hẳn tố ba bà ma mà Rất nhiều ông bố bà mẹ Tay cho hải trừ chuy nà lì quản là dị hô. Sau khi dẫn con cái đến đó chơi. Dị hô dịch là sau khi. Tô số thay dầu ý sư là Điều nói là thú vị quá. Thay dầu ý sư lờ. Hai tờ là bọn trẻ hoặc là mấy đứa là chơi vui đến mức mà không muốn về nhà nữa Quảng trở lì đến đây rồi chiêu hào sen thì cũng giống như hào sen là giống như Chiên ru là một片森林。sinh liễn giống như là bước vào chiến rùa là bước vào y sân sinh liễn là một cái khu rừng già đến đây rồi thì cũng giống như là đã bước vào một khu rừng già vậy đọc lại cái slide này hãy chờ quản tờ tô bu sang hồi gia là lại tới đây thì chú hảo sang chiến rùa là y phen sinh liễn hơi <laughs> khăn đo súng máu hấu zi, <laughs> hỡ mã, tầng tông ngu, Nhi khan to bạn sẽ nhìn thấy Bạn có thể nhìn thấy hoặc là bạn sẽ nhìn thấy Từ khuê có những cái nghĩa đó Khuê có thể hoặc là sẽ Rồi Súng mau hổ dừa hửa mà tầng tu ngu Cái dạng câu thứ này chúng ta phải dịch đằng sau dịch lại Là bạn có thể nhìn thấy những loài động vật như Gấu mèo, à gấu trúc gì đó Rồi hổ dừa là con là khỉ Rồi hửa mà là hà mã Sư Mị Trần số một cư dân thành phố tên là Trần Thao vui vẻ nói rằng, Sư Mị Trần số rồi xem anh ấy nói gì nhé. Tôi đã đi qua Trùng Khánh, tôi đã đi rất nhiều nơi ở Trùng Khánh, có nghĩa là tôi đã đi rất Khánh, có tôi đã đi nhiều nơi ở ở nán phiển bù xính chế trơ lì tờ sanh đi hoa cái tranh 3D hoặc là cái bức tranh 3D ở phố đi bộ Nam Bình này nán phiển bù xính chế trơ lì tờ sanh đi hoa tuy thơ vẽ là đặc biệt nhất như vậy là anh ấy đã đi nhiều nơi nhưng mà cái nơi đặc biệt nhất chính là cái tranh 3D ở trên phố đi bộ Nam Bình đọc lại phần này Nán phiến bu xinh chê rơ lì tờ đi hoa, Chuy thơ bế. Dù xanh liễn, có rừng sâu, rừng già, Dù liễu xuệ, có những cái dòng nước, Hải dù hình tố tố ngu, Hải dù hình tố tố ngu còn có rất là nhiều động vật, Khan sang suy là trong, Chiu xiang trên tờ dĩ dàng, trông giống như thật, Khan sang suy, chú xiang trên tờ dĩ dàng, lại trở lì quản hai mân lại trở lì là đến đây chơi lại trở tờ hai mân bọn trẻ đến đây chơi á tô cao xin tờ đều vui vẻ vui vẻ làm gì trai ti sang thả ra bò trên đất tờ tà trơ tức là lăn lộn hải yếu xèo phẫn vô còn có những người bạn nhỏ tức là những đứa những trẻ em á xèng do là muốn trai khởi lì dỗ dùng Trai hở thì dụ dùng, dùng là bơi ở trên sông Nhưng mà ta hiểu từ hở ở đây nó bỏ trong ngoặc kép Tức là con sông nhưng mà là ảo giác do mình nhìn trên 3D thôi Chứ không phải là thật Cho nên nó bỏ vào trong ngoặc kép Như vậy mình có thể dịch cái quy cái đoạn này là Những đứa trẻ đến đây chơi á, vui vẻ nè bò trên đất Rồi lăn lộn và còn có những em nhỏ Còn muốn là được bơi ở ở dưới sông nữa Trơ cơ lưu men sang tờ san đi hoa. Như vậy là cái bức tranh 3D ở trên mặt đường. Trơ cơ lưu men là mặt đường. Lưu men sang tờ san đi hoa. Tranh 3D ở trên mặt đường. Rồi gì nữa? Hỡ hồ mến chai tiên diện duyên khăn tờ san đi tiến diện. Cùng với cái bộ phim 3D, những cái phim 3D mà chúng ta xem ở trên các cái rạp chiếu phim nó thủng là không giống nhau thì ngay chỗ này a kết b hoặc là a hở b pu thủng hoặc là pu dĩ dàng có nghĩa là a không giống như b như vậy thì mình nói là cái tranh 3 d ở trên cái mặt đường này không giống như những cái phim 3 d mà chúng ta xem ở trong rạp rạp chiếu phim đọc lại một lần ha. Trước cửa lưu men sang san đi hoa

Và khi mình đi xem phim 3D thì mình cần có cái kính 3D nhưng ở đây thì không cần. Nhân mình khan hoa từ sự hô phụ sĩ giáo san đi dàn chiên. Sở dĩ là cho nên dè treo lúa dàn san đi hoa. Cho nên cũng gọi là tranh 3D bằng mắt thường, nhìn bằng mắt thường. Sàng chư nán phiến bu xỉnh chế phê sáng phong biên. Bù xịn che phải sẵn bèn Muốn đi đến phố đi bộ Nam Bình thì cũng cực kỳ tiện thôi Phải sẵn phan bèn Chùa chúng sinh ti thẻ san kho Ngồi cái tuyến đường số 3 Tàu điện ngầm trùng khánh Chùa chúng sinh ti thẻ san kho là tuyến đường số 3 Tàu điện ngầm trùng khánh Rồi Chai <laughs> nán phỉnh tràn Chú tràn Nán phiến tranh là ga Nam Bình. Rồi chai nán phiến tranh, su tức là đi ra khỏi ga Nam Bình. Tới ga Nam Bình thì mình đi ra khỏi ga, su tranh là ra khỏi ga. Chổ liêu bài tố mỹ, và đi thêm hơn 600 mét chổ, người ta hiểu là đi bộ, chổ liêu bài tố mỹ. Đi hơn 600 mét, chưa to là thì có thể đến được. Thì đó là nội dung chi tiết của cái đoạn văn này. Và sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc lại một lần trước khi kết thúc bài nhé. Mọi người có thể nhìn màn hình cũng có thể không nhìn. Tốt nhất là không nhìn để mình luyện nghe nhiều lần cho nó quen. Chúng ta bắt đầu. Tuy nhiên, xin nản phỉnh bù xỉnh chế sang tờ san đi hoa hổ lơ. Hẳn tố ba bà mama mà tay trở hải trở chú nà lì quán lời dì hô tố số thay ở ý sư lơ. Hải trở quán tờ tố bút sàng hủy chá lơ 来到这里，就好像进入了一片森林，你会看到熊猫、猴子、河马等动物。市民陈涛高兴地说：“我去过重庆很多地方，南坪步行街这里的山里话最特别。” 有流水，还有很多动物，看上去就像真的一样。来这里玩的孩子们都高兴的在地上爬着，打着滚，还有小朋友想要在河里游泳。 这个路面上的 3D 画和我们在电影院看的 3D 电影不同。人们看画的时候，呃，不需要 3D 眼镜，所以也叫裸眼 3D 画。想去南平步行街非常方便。 Và đến đây là mình xin kết thúc phần 8 của chương trình học tiếng Hoa ở trình độ nâng cao. Chúc mọi người học thật vui và hiệu quả. Mọi người nhớ đăng ký, like và share nếu cảm thấy hay. Xin chào mọi người.